Báo cáo với anh là ở cơ quan đi, là cơ quan đó là cơ quan lâm nghiệp, nông trường lâm nghiệp. Lâm trường lâm nghiệp. Nông trường lâm nghiệp. Sau khi nhập ngũ tháng 8 năm 78 thì huấn luyện tại ở Tượng Sơn thuộc tiểu đoàn 9, đại đội 36 tiểu đoàn 9. Huấn luyện xong trong 3 tháng thì được lệnh sang Campuchia, thì sang Tây Ninh. Tôi là đầu tiên nó vào ấy, là bị chết sang trinh sát luôn. Sang bên đấy thì trinh sát thì được đến năm 79 đó, tôi làm B trưởng B trinh sát. Và từ đó là cũng kết nạp đảng tại đây luôn. Kết nạp đảng tại mặt trận. Tại mặt trận ở chỗ Mì Mút Công Tràm. Tây Ninh vào đến Tây Ninh thì lúc đó thì dân Tây Ninh ấy, rồi tức là đang đánh nhau biên giới gọi là đầm của Mì Mút. Tức là đánh nhau với sư đoàn đặc công, vẫn sư đoàn 260 là sư đặc công của bọn 41. Thì lúc đấy thì đánh cái sư đoàn đó, thì nói là rất chi là khó. Thế là vào đấy đó, là biên chế đó, là sư của sư 310 trung đoàn 7 tiểu đoàn 1. Thì biên chế xong thì được vào biên chế vào trung đội trinh sát. Thì năm 78 đấy thì vào đến đó thì biên chế sang là trung đội trinh sát luôn. Thì trong cái thời gian mà hoạt động đó thì gồm có là bao nhiêu là 22 đồng chí, mà lính Thanh Hóa là chỉ có 4 người, còn đa số là lính Quảng Ninh, Hải Hưng. Lính Hải Hưng, Quảng Ninh á là họ đi năm 76 75 76 gì đó, lúc đó thì họ làm B trưởng. Sau một thời gian hơn khoảng 5-6 tháng á thì như bọn tôi lên là được về, được bổ lên nhiệm, được về Mỹ Vũng Tàu ạ, để học thêm, nâng cấp thêm về hầm trụ, về trinh sát. Còn lại quay sang lúc đó là đánh nhau ra lắm. Nói thật là trong cái chiến dịch mà đánh nhau lúc đó đang dùng pháo 37 đến bắn bộ binh là biết rồi đấy, đánh cả máy bay, lúc đó đánh máy bay vũ trụ thang, máy bay. Còn pháo là hạ, có nghĩa là bây giờ đánh nhau là bộ binh hết đạn. Trung đoàn trưởng là hạ lệnh cho là pháo 37 hạ nòng xuống bắn bộ binh. Mà lúc đó đánh nhau là hắn cũng mạnh, nói là hắn rác đánh nhau ra. Kể cả chủ đoàn trưởng là chủ đoàn phó này, có anh mới lao xuống hầm thôi, nhưng mà hai chân để trên bờ chết, đại đội trưởng. Còn lúc đó thì hắn lùa mình cũng nhiều, nên hắn đánh nhau cũng rác mà mình chạy gì. Nhưng mà bây giờ nói như thế, hắn đánh nha, là quân hắn đánh hơn, đánh theo kiểu du kích á, cho nên rất khó đánh. Cứ đánh là nó quấn ở sau, mà cái đoàn đặc công của nó đánh là mình cứ đánh trước, nó quấn ở sau, đánh trước là quấn ở sau. Cái lúc mà thương vong á, kể mà thương vong thì có nghĩa là nói với anh như kể mà chiến trường thì kể không biết luôn cho hết chị. Ông Xu là người ở Thái Bình, ông lúc ông là đi đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng lúc đó thì bạn tôi sang sông Mekong rồi nè. Có nghĩa là cái đất của cái mùa khô của đất Campuchia á, thì xin nói là đất bụi đi rồi cứ được sọt sọt. Mà cái lúc đó là sư 3260 của nó, mà tôi được chi viện lên của 314 sư đoàn 314-316 của quân khu 7. Tức là họ đánh hết người, mà tôi là 310 sư đoàn 10 phải lên chi viện. Lúc đó thì lên bờ sông Mekong rồi trăng cập quãng. Có nghĩa là ông ba tôi đi là cứ dầm mới xác chết, không dầm mới chết, không biết là xác khánh hay là xác mình. Có nghĩa là cứ lấy đất bụi đi phủ lại. Thế là đến sông Mekong thì đến con suối Sa Lông hay Lũng. Thế là đóng quân ở đó. Đóng quân đó thì ông tiểu đoàn trưởng á, ông ấy chờ bọn trinh sát đây dẫn đường cho mấy thằng liên lạc hắn đi khênh nước về để uống. Mà nước phải nước sạch. Thì ban đêm thì nói với anh nước biết đâu là nước sạch. Thế là ra cũng buộc ni lông ra rồi làm bằng cáng khênh về. Khênh về nói anh xong khi đó, khênh về sáng ngày là ra đấy, đi tiền tiêu ra đó là thấy 4-5 thằng là cứ ôm đảo đi gục trong cái suối uống nước để chết cái sống. Nhưng về không dám nói. Rồi nói như thế là các ông chú đoàn mới coi như là các ông chí đi là không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà lính ta chết hay là bút? Lính mình bút, lính mới chết. Nhưng mà tôi nằm ở bờ sông ấy, nằm bờ sông là một đêm, mà trở sang trong tháng trăng cập quãng ấy. Bây giờ nói như thế là cái sông Mekong là nước xuống nước lên. Yeah.
rơi á, là nằm ngay bờ sông, là nằm mũi loạn để giữ. Chính đêm nó đánh vào, một đêm nó đánh vào hai ba lần, cái tập kích vào hai ba lần. Mà nguyên tắc đánh ban đêm á là vào trung đội một trung đội đánh không chi bị. Trường hợp không giữ được chốt phải chi bị, còn không đánh còn không chi bị. Còn đêm gác á, cứ hai anh gác đêm, hai anh gác một đêm thì trung đội trên là rất khó khăn và vất vả. Đó cái thằng Thu á, người ở Hậu Lộc ấy, ban đêm thì nó gác đầu hôm ấy là nước chưa lên. Đến cái lúc mà nước lên đầu hôm là nước lên, đến cái lúc mà về khuya 1-2 giờ là nước xuống. Nước xuống thì những cái mô cát ở sông Mekong á nổi lên và từng tàu nó vào thôi. Anh cứ riêng là anh đánh, anh bắn, anh bắn bắn la lị. Đây là lính thì ban đêm không chi viện mà, vào trung đội nào trung đội đánh, vào đại đội nào đội đánh, không chi viện. Thế thì bây giờ lúc mà xác định lại đó, tứ đoàn là gọi trinh sát đi xác định lại đó, là bây giờ mỏ đến là xác định là mù cát chứ không phải tàu của nó. Đấy, nhiều cái cũng rất hay. Hồi tháng tư á, tháng tư của năm 1979 á là đánh đồi 37. Cái đồi 37 là cái đồi phải nói là cả một trung đoàn sư đoàn á đi dìm nó một ngày một đêm, bị hắn dìm một ngày một đêm. Tức là trong rừng đây là trung đội trinh sát rồi bắt đầu đi qua đường, đi sang để đi qua trảng để mà thăm dò tình hình. Bắt đầu đến nửa trảng bắt hắn dìm đánh luôn, đánh tôi nói là cái cỏ mà cái cỏ nó loạn đi này. Đánh gục đầu không ngất lên được. Của tranh như của gì? Cái của anh nhân ngoan đi này. Của tranh đầu của tranh. Tức là hắn đánh như là không ngất lên đầu cũng được. Lên ngất đầu lên là nó đánh, ngất đầu là nó đánh, bắn. Còn phía trong rừng là hắn cứ cối xa, cối trong rừng cũng không hiểm trợ. Cả một cái trung đội về trinh sát rồi với mấy ông trung sát trung đoàn hiểm đến một ngày một đêm, nắng một ngày một đêm. Đánh rồi đó là hai ba là hai ngày. Đúng chứ nhỉ, cả đêm hai đánh đúng không? Cả trung đoàn nó đánh được 37 hai ngày, coi như là không tham đêm bữa thì ông bà tôi là cái trung đoàn trinh sát trung đoàn á được lệnh là rút. Trong khi rút á là không có tiếng tranh cả, cứ tiền đến nhau là thông tin nó báo là lúc đó bà tôi đang ở bên trung đoàn, nó báo bữa là báo cáo sư trưởng là theo kế hoạch mới, chỉ hắn chỉ nói thôi. Thế thì ông trinh sát trung đoàn, ông bảo là rút, được lệnh rút. Rút ra, rồi nói anh rút ra đó, trung đội trinh sát bây giờ rút đầu tiên, lại bị thằng trinh sát trung đoàn đánh phải. Đánh lộn, nhưng mà hắn nhớ lưu đạn không nổ, may lưu đạn không nổ. Chứ còn đã rút là âm thầm lặng lẽ rút, không có một cái tiếng tràm gì cả. Thế sau khi rút, cái ông Xu là người Thái Bình, ông tự mình phó, ông bên quân sự. Sau khi rút đang để lại mấy xác đồng đội, ông bắt bao giờ đi lấy, các anh phải buộc dây võng kéo về, kéo lên đồi. Thì tôi đi thì ra mới buộc được hai dây võng, vô hai thằng Hiệp, Hiệp ấy, Hiệp C3 phải không? Thằng C3. Thằng Hiệp mới tiểu đoàn 1 nhé, thằng Hiệp mua. Không, thằng Hiệp chết rồi, thằng Hiệp bắn đại liên, đánh được 37. Rõ ràng thấy em dựng đại liên lên để rút, mà sao về không thấy nữa, mất tích gì mù. Hàng mặt không biết. Họ tìm thấy không? Hả? Không thấy xác chứ. Thế là ông Xu, ông người Thái Bình, ông bảo là riêng tôi mà làm cấp trên đó, bây giờ tôi phải bắt các anh là lấy bằng xác đồng đội về, chứ không để lại được. Thế là cái đội 37, một ngày mà hai ngày một đêm đấy. Thế là sau bao giờ quay ra, không lưu lại được, không thấy xác nữa. Mà ban chịu là rõ ràng là thấy em bắt đầu hô rút là hắn dựng đại liên phát rồi. Hắn vác đại liên lên rồi, mà lại không thấy nữa. Trúc lúc quên là không thấy anh nữa. Là cái thằng Hiệp cũng là hai thằng Hiệp là cái 6 tháng trời người Hậu Lộc. Không phải Hiệp, thằng đi chắc là chết hắn bắt. Thế xong rồi về chỗ, nói với anh là về chỗ ở Đông Ngơ á, hắn là chút qua đó. Chút qua ở Đông Ngơ, tức là lúc đó là bà tôi về Đông Ngơ để đi tìm trạng. Lúc đó đi á, là đi qua họ, đi với trinh sát, chỉ đi với mấy ông sếp như trung đoàn này, rồi sư đoàn này, 39 là sư đoàn này. Các ông với mấy, mỗi ông mới là đèo một thằng liên lạc. Một thằng liên lạc thì có cái chi, có một khẩu AK thôi. Và cái ông thì cứ khẩu cắt pin thôi. Thì đánh đi chơi, đi chiến trường đánh cắt pin đánh chi. Thế là tôi về, đi về chỗ Âu Đông Ngơ thì đi kiểm trạm về đó.
Thì cũng như thế là cái linh tiếng báo. Cả một cái xe tải về đến đứa, xe chở quân về đến đứa. Có cây cao su chấn ngang đỉnh, xe không vô được. Thả quân xuống đó. Thả quân xuống đó buộc có ba mấy người xong mà. Thả quân xuống đó vô trong khung phát, về đánh luôn. Khóa khung đánh luôn. Hắn đánh nghĩa là cha con chạy tán loạn, thì có súng nó có hỏa lực mô, đừng mỗi trinh sát được khổ bên mi thôi. Thế là cha con chạy của hắn đánh chết hai, đánh chết hai thằng. Thằng đi làm một thằng này. Thằng đi làm thằng, thằng đi làm thằng người tính. Thằng Ngô mới chết mà hai thằng. Cái lúc đó mà tôi về đó, là nói với anh là lên lại nằm ấy, là như thế là mẹ xa chuột ạ. Đầu hôm ấy, mắc vào nằm nơi đây, 8-9 giờ lại dở đi nơi khác. Thế là không cho biết địa điểm này, sợ đến đánh vùng. Tôi sau sẽ để sáng chờ hết sáng ngày vào tổ chức quay vào để lấy xác đồng đội á, thì lấy được cái xác, lấy được một xác thì coi như quần áo này nó lột hết, quần áo nó lột hết, nó cắt hạ chi gần gần thau luôn, chẳng chẳng đi làm, nó cắt hạ chi gần thau luôn. Một thằng nó không lấy xác. Thế lúc đó thì tôi là đang còn đi công tác không, đi đi về cho đơn vị sao tuyến sao hắn làm mai táng á, thì bó ni lông lại là để xe tải chở đi rồi người sống lẫn người chết bó toàn lại, nó cứ lăn bên ngoài rồi lăn bên kia ở lăn bên ngoài lăn bên kia ở đây là đêm ngủ đó, dân đi ngủ sàn nên mình cứ mắc võng ở dưới đây ngủ là nằm ở trong lân dân, còn ở bên đó là 3 năm là 4 năm kia biết nằm dưới giường là chỉ nằm võng không, mùa mưa mùa khô chỉ mắc võng nằm trong rừng chứ. Cái tiểu sử mà nói thì người không dài dòng mà nói, bây giờ nói gì này, bây giờ vào đó, vào để 3 thằng trinh sát coi tôi vào thôi, vào đầu tiên vào là thấy là nó cái khuôn mũi này khuôn gạo chất xe bò, nó là hiếm mũi lắm, mà lúc đó gạo cũng khó khăn, vì lính mình sang là tiêu diệt hết gạo rồi, khó khăn lắm, hắn kiếm gạo thì tôi với thằng Đát người ở Thanh Hóa có hai thằng bây giờ triển khai là chấm bản đồ địa bàn trong bản khung đó, thì thấy đầu tiên là thấy 4 thằng, nên tôi bảo thằng Đát luôn, mẹ thằng 4 thằng à, thằng có 4 thằng, có nên đánh không? Thằng kia nói đừng đánh là lộ, đang tiểu đoàn đang vào đánh là lộ, ngồi bây giờ nấp trong vườn chuối mà chó lúc đó thì chó hoang, dân nó chạy hết rồi, còn chỉ mình chó không, nó cứ vây trong cái vườn chuối này, rồi nó cắn hai thằng, thế là thấy 4 thằng, sau thấy 5 thằng nữa là 9 thằng. Cái vác mũi vác gạo lên xe bỏ. Thế là tôi được kiểu như là phải về báo cáo tiểu đoàn kịp thời vận động nhanh. Con nó đi mất. Thế tôi nói thì đi vào á, cái rằng báo ông Đát nó chạy đi về đi. Mi là trang đi chạy thật nhanh về. Về đây để gọi tiểu đoàn. Thế là hai thằng là thằng tây là cứ bữa là đánh. Hai thằng cũng đánh, không đánh được. Mình đánh thứ nhất là tiểu đoàn đang hành quân đoàn là hắn thế lộ. Thế lúc đó là hắn đưa thôi thì mi về đi, để tao ở đây. Giao đây tàu cảnh sát. Bây giờ đến Hòa Phát, thấy không? Thế là tôi buông rồi. Đầu tiên nữa là tôi bỏ, là bỏ trên đường thấy, bỏ qua đường to, cho đường thấy. Thế bắt đầu là mình vừa bỏ, vừa nhìn hắn. Thế là thấy một thằng là hắn chỉ lên cái gì phát. Tôi đứng dậy chạy luôn, không bỏ nữa mà chạy, bỏ nữa mà chết rồi. Tôi chạy lên về nữa đường là gặp tiểu đoàn. Là tiểu đoàn đang hành quân vô. Vừa báo cáo xong quên là chủ đoàn vào đó và bắt đầu là hắn chạy trong cái đó là cái khu đó là hắn đang nấu cháo quá rồi nha, hiểu không? Hắn đang nấu cháo ăn. Khi mà tôi vào đánh á, đánh lúc đó là tiêu diệt được 2 thằng, còn nó bỏ chạy hết. Đánh xong bắt tôi đi vào sâu, cái lúc mình để quay về là mình chủ quan lúc đó chỉ có 3 anh trinh sát với ông kiêm đội bé ông gì là trưởng phó. Đi một mũi, không phải ông Mạch, đi về một mũi, còn thông với mấy thông tin là đi về tôi về chỉ cần bộ về nơi này. Còn cái đại đội 4 người bà đi đường khác, về đến đó là cái thằng mình đen hắn hỏi vì cái chỗ mà khi chưa ta đánh nhau chỗ mô cử nhờ, thì tôi nói là đây chỉ thẳng để lại này. Lúc đó có mấy bình xăng mà tôi chỉ đây cắt thẳng để lại, tôi vừa chỉ tay đi thì lại thấy mấy thằng ở suối cạn này. Hắn lồng lồng lên hắn bỏ chạy, hắn chạy chứ. Chứ hắn mình mà không chè, không chỉ tay á, ra để lại thì nó xịt hết. Đúng hắn xịt hết luôn. Mình chỉ. Tôi chỉ phát đi là thấy dưới suối cạn là hắn, thằng đấy ôm mấy súng con bỏ lên chạy. Hắn chạy lúc đó thằng Đát, hắn ôm quả, hắn đang vác quả bên M72 á.
Thằng Tăng thì một phát luôn đấy, là đang đi đến bà Sục cũng quay lại chạy luôn, cũng không dám theo anh nữa. Thế là ông trung phó, ông đứng bên này mày chủ quản quá. Thế là nghe tiếng súng thì tiểu đoàn 4 đi chạy, à đại đội 4 đi quay lại nhưng hắn chạy rồi. Cho nên nhiều cái may mà may rủi. Cho nên đó cái thằng Đát, còn tôi nói cái chuyện mà vây trong rừng đánh riêng mà cho triển khai á, trong đó anh như triển khai cái lúc triển khai á thì đã trinh sát rồi bên tham mưu kiện triển khai á, kể cả cái anh nhà bếp cũng muốn người đánh nhau máu thế ngon lắm này, triển khai ngon lắm. Ở đây là đơn vị bạn bao vây này, ta chỉ việc đánh lỏng ở đây thôi này, đây là 36 đánh bên đây này, pháo trung đoàn câu với đây này. Ta cứ đánh lỏng ở đây là thằng mới vui, là ta thằng mới ra ta diệt chứ. Thế bắt đầu là đến đó đó là sẽ đánh lui bụng trong rồi. Mà tôi xác định là đúng điểm đến đây là điểm đến rồi. Thì báo cáo chủ đoàn là điểm đến rồi. Đến rồi thì mới là các anh phục, các anh quân xác độ, trả độ đúng chưa? Đúng rồi. Thế bắt đầu triển khai xong đó là trong nhà đánh nhau lục bụi. Ở trong đánh nhau. Ở trong đánh nhau thì đi với các đại đội thì chưa đại đội mới gặp địch kìa. Nó chưa tiểu đoàn mới gặp địch kìa, mà tự nhiên nó trong đánh nhau. Trong đánh nhau. Là không biết sư đoàn mới đánh á, không phát hiện được, không phát hiện được. Chứ còn khi đã nổ súng á, là các tiểu đoàn đó đều lên máy hết, đều lên máy. Trường hợp chi vi trẻ để mà đốt lỏng người khác, nhưng mà không, chưa tiểu đoàn mới, chưa đại đội mới gặp địch á, mà ở trong là đánh nhau lùi bù trong. Chứ mà tôi vây cái thời lúc đó đó, tôi chưa diệt được mê đấy chứ, mà tôi vừa tiêu diệt cả cái được mười mấy thằng á. Thế là sau đó, đó là lên đến đứa này, lên đó là cái tiểu đoàn là 36, cái 36 á là đánh thằng vũ khí sơ sơ lắm, mình bao xe đeo hông, mình đánh cái chi được mấy băng đạn đấy, mình bao xe gật này chia nổi với cái bao hông đây được ba băng, hai băng, cái 36 mẹ là 15 chứ có cái chi đánh sơ sơ không mà, nhưng mà tôi lên đó thì 36 mình u rồi, các anh đánh kiểu chi mà hắn lùa cứ lắm, hắn lùa là chạy, hắn lùa bà tôi chạy mất phía đấy. Lúc đó bà tôi vào đấy, vào được cái bọn mà tư tưởng á, tôi nói đấy, cũng anh thì cáo ống, nằm ở phổ, nghe không? Bên tôi đi xong phát điện đánh vào phổ, anh chết luôn. Thế là bắn vào phổ đánh quân 9. Đánh cả sinh binh chết, mà cả cái thằng số chết chết. Cả bác sĩ chết. Thế là mà hắn tỉnh lắm, tôi nói đấy. Mình đi á, trung đoàn mua mà mạnh hắn biết liền, đại đội mua mạnh hắn biết liền, hắn giỏi đấy. Tức là như bao giờ chỉ là một trung quân tiểu đoàn một á, không bao giờ hắn đụng đến, không bao giờ hắn đụng đến. Thấy là phải lệnh. Nhưng hắn biết mình giữ đây là tiểu đoàn một đi rồi là, hắn thăm dò luôn, đêm bữa đánh vừa rồi, hắn đánh vừa rồi. Một lúc đó thì cái tiểu đoàn tôi nói như thế rồi, nhưng mà cái trung đoàn 7 giờ chỉ tiểu đoàn một, đúng không? Bộ lòng ngạch làm tiểu đoàn trưởng ra nhé. Ngạch tiểu đoàn trưởng, ngạch đại đội trưởng. Trung cột là cũng tiểu đại đội trưởng. Còn ông Su là tiểu đoàn phó. Hình là chính trị viên. Cái cố của anh ạ. Cố của anh là bà tôi đánh vào phổ, vào cứu của anh ạ. Tức là bà tôi lấy súng của anh, lấy được đạn của anh. Cái cối đó. Cối tâm 1 ạ, cối tâm 2, cối tâm 1. Nhưng mà đại đội 4 này, đại đội 4 của tiểu đoàn 1 ạ. Đại đội 4 ạ. Đại bốn cối này, tức là lấy cối quán bắn 3 quả đầu tiên thì hiệu nghiệm, đến quả thứ 3 là tự hủy trong lòng, chết cả mấy thằng luôn.